chào tất cả các bạn đã đến với Bốn Bánh Auto. Và hôm nay Bốn Bánh Auto sẽ review cho các bạn một dòng xe mới về salon, đó là chiếc Ford Ranger 2 cầu 2007 bản thiếu. Và hôm nay tôi sẽ review từng chi tiết về ngoại thất cũng như là nội thất để các bạn được rõ hơn về chiếc xe này. Chiếc xe này được sản xuất 2007 máy dầu 2 cầu nhưng nó là bản thiếu. Xe chạy được hơn 10 vạn một chút. Phần máy móc và động máy móc và gầm bệ vẫn còn nguyên bản và rất đẹp. Mình sẽ review cho các bạn về phần thân vỏ. Chiếc này màu trắng. Na răng của nó. Na răng của bản thiếu. Nên nhìn nó không được đẹp mắt mấy. Đó. Chiếc xe này tổng thể thì nhìn khá là ok. Nếu mà độ đẹp thì nó không được xuất sắc thì không được xuất sắc lắm. Nó chạy hơn 10 vạn đó. Sơn zin khoảng 75%. Nó là một màu trắng. Chiếc xe này thì có thể là nhu cầu của những người nào mà đi công trình hoặc là chở đồ thì có thể chọn chiếc xe này, vì khoa đằng sau rất rộng và nó bên trên ghế nó cũng là có 5 chỗ chở được người. Đi chi tiết vào bên trong của chiếc xe này, đây là phần ghế vẫn còn da rất mới. Cánh cửa này. Khóa này cũng còn rất mới. Phần trần được bọc da. Phần trần đã được bọc da. Đó. Đèn vẫn khá là ok. Cái xe này được thiết kế với hai cầu máy dầu nên là rất dành cho những người nào đi công trình và đi lên những địa hình đồi núi khó đi thì khá là khỏe, và động cơ là máy dầu thì nó rất tiết kiệm. Nhìn tổng thể về mặt đồng hồ vô lăng chỉ số, đây là vô lăng của nó này, sản xuất 2007 nó cũng chạy được khoảng 11 năm rồi, con này đi được hơn chục vạn một chút. Đây là mặt bàn thờ, thiết kế là khá là đẹp. Xe tổng thể thì tôi đánh giá chiếc xe này vào khoảng 75%. Nếu so một chiếc xe cũ thì nó khá là ok. Nếu với tầm tiền 250 triệu mà sở hữu một chiếc xe bán tải đi được hơn chục vạn mà nó là hai cầu và máy dầu, xe tổng thể thì ok, thì cũng là một lựa chọn hoàn hảo để các bạn có thể tham khảo. Đó. Đây là phần cánh cửa này. Trần lì này. Hơi tối một chút. Đó. Một đồng hồ. Phần thờ này. Đó, tổng thể thì đằng sau lại của chiếc bán tải hai cầu máy dầu này. Nó là như vậy. Đèn này. Nó chui ra này. Lại sau quay về phần đuôi xe, phần bốn của lốp cũng rất mới nhé, của lốp này cũng rất là mới, thiết kế rất hầm hố của chiếc Ford Ranger này. Đó. Sau chiếc xe này khoang đổ rất rộng và lót sàn của nó được lót sàn rồi.
nặng, chỉ mỗi la răng là chưa được độ lên thôi. Đó, là rất đầy đủ. Chiếc bán tải này là biển số 24C, màu trắng, hai cầu, máy dầu. Đó, nó sẽ quay phần gầm của chiếc bán tải này, cầu này, đây là cầu của nó này. Đó, gầm bệ rất sáng, nốt dự phòng này. Đó, sâu vào trong chiếc xe này. Nhưng mà tổng thể rất chi là ok. Đúng một chiếc bán tải đời 2007. Phần la răng này, buồn lốp. Gầm này, gầm của chiếc xe này rất sáng. Sơn zin nó còn khoảng 75%, 75-80%. 5 chỗ. Phần ghế này, ghế sau này. Đó, trần này. Đó. Sáng. Mình sẽ quay lại phần máy của chiếc xe này. Đó. Đây là nhìn từ bên phụ sang. Đây là phần máy của chiếc Grand Cơ 2 cầu 2007. Đó, tiến lại gần để các bạn nhìn rõ hơn. Máy này đã được dọn rửa nhưng mà nhìn tổng thể thì nó vẫn còn rất đẹp, keo chỉ. Nhìn phần máy, da máy và phần máy ốc vẫn còn rất sáng. Chiếc này là chiếc 2 cầu máy dầu 2007, có giá là 250 triệu. Chiếc xe này tôi đánh giá là khá là đẹp và có thể dành những người đi công trường, đi địa hình khó đi thì có thể chọn chiếc xe này. Giá tiền rất là phải chăng. Trên đây là video tôi review về chiếc Ford Ranger 2 cầu máy dầu 2007. Thì tôi xin được kết thúc video ở đây và hẹn các bạn ở các video clip tiếp theo. Mọi chi tiết các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại đặt trên màn hình để được tư vấn trực tiếp và chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.